Thưa quý vị và các bạn, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, nhằm tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc, đơn vị đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường 24/24 giờ để xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm. Kết quả trong 5 ngày, từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7, Cục Cảnh sát Giao thông đã bố trí lực lượng ghi hình phương tiện vi phạm trên các tuyến cao tốc, phát hiện 706 tài xế vi phạm, lập biên bản 426 trường hợp và gửi thông báo đến 280 chủ phương tiện khác, tước hơn 331 bằng lái xe các loại, tạm giữ 2 phương tiện. Một số hành vi vi phạm mà lực lượng chức năng tập trung xử lý gồm vi phạm về tốc độ 206 trường hợp, dừng đỗ không đúng quy định 124 trường hợp, điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp 28 trường hợp, đi không đúng phần đường làn đường 66 tài xế, chuyển làn không đúng quy định 240 trường hợp.